Để làm được giấm, trước hết chúng ta cần có nguyên liệu là con giấm. Bên đây có, bên trong này có con giấm. Sau đó chúng ta dùng một cái keo sạch, chúng ta sẽ lường 1 phần rượu và 8 phần nước. Rượu mạnh á, mình sẽ lường rượu và nước. Mình lường rượu đi. Một cái rượu chúng ta bỏ 8 ly nước. Nước. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Tiếp sau đó mình sẽ bỏ con giấm, con giấm vào. Chúng ta sẽ dùng đũa bằng cây, vì con giấm là axit nên nó mình chúng ta không dùng đồ kim loại được, chúng ta phải dùng đũa bằng gỗ để mình gấp con giấm ra qua một cái hũ mới. Rồi, chúng ta đã bỏ xong rồi. Bây giờ chúng ta cho thêm một vài trái ớt để cho giấm nó càng thơm hơn, thơm ngon. Sau đó chúng ta sẽ đậy nắp lại và để vào nơi thoáng mát. Sau vài tuần chúng ta sẽ có một lọ giấm thật là tuyệt vời. Nếu mà các bạn không có con giấm, chúng ta cũng làm như thế này. Dùng rượu etylit 10 độ hoặc là một ly, một phần rượu mạnh và 8 phần nước. Chúng ta hòa vào, sau đó ta dùng chuối già. Chúng ta cắt thành từng miếng rồi bỏ vào. Vài tuần chúng ta sẽ được con giấm như ý. Chúc các bạn thành công.